Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay cần đặc biệt quan tâm sớm có những giải pháp mới, có tính đột phá để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Các bộ ngành địa phương cần chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc mà các nhà đầu tư kiến nghị với trách nhiệm cao nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất. Đây là kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài vào sáng nay. Thủ tướng dành thời gian về phân tích 3 vấn đề lớn, khái quát tình hình và thực trạng kinh tế Việt Nam, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ một số vấn đề nổi lên, bao gồm phản ứng chính sách, giải quyết thủ tục hành chính, phê duyệt dự án, tháo gỡ khó khăn về pháp lý, đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn là chưa kịp thời, linh hoạt, chưa mang lại hiệu quả cao. Tôi đề nghị các bộ, các ngành, các địa phương, chính quyền các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tinh thần trách nhiệm cá nhân của mình vì nước, vì dân, vì sự phát triển của doanh nghiệp, chủ động giải quyết kịp thời những cái vướng mắc mà các nhà đầu tư kiến nghị trên một cái tinh thần là trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, kịp thời nhất. Và chính phủ sẽ có cái cơ chế, có cái kế hoạch để kiểm tra các bộ, các ngành, các địa phương thực hiện cái yêu cầu này của tôi. Về các định hướng lớn thu hút đầu tư, Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Việt Nam chủ trương thu hút hợp tác đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, hướng đến các chuẩn mực của OECD. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà các bộ ngành địa phương phải làm. Trong cái điều kiện hiện nay thì phải có cái giải pháp đột phá để tiết giảm cái chi phí cho doanh nghiệp, tạo cái sự cạnh tranh tốt hơn, thực hiện cái khả năng cao nhất của mình đối với doanh nghiệp. Nhất là cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất, giãn hoãn, miễn giảm thuế, lệ phí và lệ phí, tiền thuê đất, rồi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân, phát triển thị trường trong nước gắn với mở rộng xuất khẩu, thúc đẩy các cái động lực tăng trưởng cả về tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thân thiện môi trường, tập trung vào các ngành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu. Cùng với đó là tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, chế độ chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đem lại giá trị gia tăng cao vì lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài đồng hành cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục quyết liệt hành động và đạt được nhiều thành công hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài, bền vững cho cả cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tại hội nghị, trên cơ sở chỉ đạo và đồng hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã có 3 tập đoàn trao đổi kế hoạch đầu tư mới và mở rộng kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong năm nay với tổng vốn đầu tư 3,7 tỷ đô la Mỹ.